Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn cung cấp thiết bị an ninh cho công an và quân đội Việt Nam. Reuters loan tin, một nhóm hơn một chục doanh nghiệp của Mỹ tuần trước đã gặp gỡ hai bộ đó là công an và quốc phòng của Việt Nam để nhằm ký kết hợp đồng an ninh, cung cấp thiết bị an ninh cho hai bộ này. Hoạt động này thuộc về khuôn khổ đối thoại dẫn đến việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đến mức đối tác chiến lược toàn diện. Dẫn phát biểu của một đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, ông Vũ Tú Thành, nêu rõ những cuộc gặp gỡ sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 3. Cho biết rằng trong suốt nhiều tháng, Công an Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN đã thảo luận về một biên bản ghi nhớ giữa hai phía mà không có sự tham gia trực tiếp của những công ty thuộc về nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ. Lần này, Tập đoàn Không gian và Quốc phòng Boeing sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận. ATMO là một hãng có trụ sở ở Mỹ, chuyên cung cấp các dịch vụ về khí tượng bằng trí tuệ nhân tạo cũng sẽ có mặt. Tuy nhiên, danh sách đầy đủ của những tên tuổi khác nhau chưa được tiết lộ. Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ Asian, mà một số thành viên là các tập đoàn lớn của Mỹ, đã gửi một dự thảo hợp đồng cho Bộ Công an Việt Nam. Dự thảo bao gồm những lĩnh vực mà phía tập đoàn Hoa Kỳ có thể hỗ trợ, trong đó có cung cấp công nghệ phát triển và ngăn ngừa tội phạm công nghệ phân tích dữ liệu lớn, trực thăng, dịch vụ hàng không và an ninh mạng. Chính chị em ruột chia hai phe ra tòa đòi thừa kế tại Bắc Giang. Không tìm được tiếng nói chung, chính chị em trong đó có người đã hơn 70 tuổi, chia thành hai phe, nguyên đơn và bị đơn, đưa nhau ra tòa tranh chấp di sản thừa kế là mảnh đất tổng diện tích 6.377m2. Những ngày qua, Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự chia di sản thừa kế. Đồng nguyên đơn là 8 chị em ruột do bà QTT 71 tuổi đại diện khởi kiện. Bị đơn là ông QVH 68 tuổi, con trai trưởng và là con thứ ba trong gia đình. Vụ án được Tòa án nhân dân huyện thụ lý từ năm 2021, qua nhiều lần hòa giải nhưng các đương sự không tìm được tiếng nói chung, vẫn quyết đưa nhau ra tòa. Theo nội dung đơn khởi kiện, phía nguyên đơn kiện ông QVH không đóng góp tài sản hoặc công sức vào việc xây dựng ngôi nhà, nhưng lại chiếm sở hữu và sử dụng tài sản của mẹ. Ông QVH sau đó bào chữa cho rằng các chị em đã vu khống, bôi nhọ danh dự của ông và khi còn sống, bố mẹ ông đã tuyên bố rõ ràng về việc để lại di sản cho ông. Trong khi đó, các chị em gái lại lên tiếng với nhiều cáo buộc và yêu cầu phân chia tài sản theo pháp luật. Luật sư Nguyễn Đăng Tư thuộc Đoàn Luật sư Sài Gòn chia sẻ, thực tế trong những năm gần đây, việc anh chị em ruột kiện nhau ra tòa để chia tài sản sau khi cha mẹ qua đời rất phổ biến. Cũng vì tài sản này mà anh em giọt máu sẽ đôi bèn quay lưng từ mặt nhau. Tờ báo Bangkok Post đưa tin 18 công dân Việt Nam vừa bị bắt ở Thái Lan với cáo buộc là tổ chức đánh bạc trực tuyến. Tuy nhiên phía Việt Nam thì cho biết là họ vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ việc cho đến thời điểm đó. Trong số những người bị bắt thì có 10 nam và 8 nữ, trong đó có một phụ nữ được xác định là Lê Thị Kim Oanh, 20 tuổi, được cho là lãnh đạo nhóm này. Theo tin của Trang Khao Sot, thông tin về sự kiện này được đăng ở trên nhiều trang báo, nhưng Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan vẫn chưa có thông tin cụ thể. Đài BBC cho biết là đã liên lạc với cơ quan này nhưng không nhận được phản hồi. Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành cuộc bắt giữ sau khi nhận được thông tin về hoạt động bất thường của một nhóm người nước ngoài các nghi can được cho là đã làm việc cho một ông chủ người Việt Nam ở trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến với mức lương là 565 Mỹ Kim mỗi tháng và nhận huê hồng từ số khách hàng mà họ thu hút được. Thợ khai thác vàng tử vong, ông chủ chi hơn 10.000 Mỹ Kim để bưng bít tại Lai Châu. Ngày 11 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang hoàn chỉnh các thủ tục để khởi tố điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an huyện Sình Hồ tiếp nhận được tin báo về việc anh Lò Văn Hải, 31 tuổi, trú tại xã Non Hẻo, bị chết chưa rõ nguyên nhân từ nơi khác, gia đình đã tự ý chôn cất theo phong tục. Theo xác minh của Công an từ ngày 25 tháng 2, nạn nhân Lò Văn Hải đi làm thuê khai thác vàng trái phép cho ông Lò Văn Ương, 49 tuổi, trú tại huyện Sình Hồ. Vào ngày 8 tháng 3, tại điểm khai thác vàng trái phép, nạn nhân đã bị trượt chân rơi xuống một hang sâu dẫn đến tử vong tại chỗ. Sợ bị cơ quan hữu trách xử phạt, ông Ương đã thỏa thuận thống nhất đền bù cho gia đình anh Hải 10.100 Mỹ Kim. Ngay sau đó, gia đình đã khiêng thi thể nạn nhân về đến nhà và tổ chức mai táng tại Nghĩa Trang địa phương. Công an đã triệu tập ông Ương lên làm việc. Ông này khai nhận vì hám lợi, từ tháng 8 năm 2023 đã cùng 6 người khác góp tiền mua phương tiện, tuyển thợ và lén lút đến khu vực xã Non Hẻo, dựng láng tổ chức đào sới những hầm lò cũ bị chính quyền đánh mình sập từ năm 2022, khai thác được số lượng vàng rất lớn, bán và thu được hơn 243.000 Mỹ Kim. Tòa án Hà Nội tuyên ông Đỗ Minh Hiền 6 năm tù bởi vì có quan điểm chính trị và triết học riêng. Ông Đỗ Minh Hiền 67 tuổi ở quận Hoàng Mai của Hà Nội ngày hôm nay đã bị tòa án tuyên án 6 năm tù theo cáo buộc đó là làm, tàng trữ, phát tán hoặc là tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước. Truyền thông nhà nước đưa tin là ông này khai trước tòa rằng đã tự viết và phát tán những tài liệu với mục đích muốn mọi người biết đến quan điểm chính trị và triết học của bản thân. Ông không bị tổ chức và cá nhân nào hỗ trợ cũng như xúi dục. Cơ quan an ninh điều tra thuộc về Công an Hà Nội cho biết, vào tháng 8 năm 2022, cơ quan này nhận được công văn của Bộ Nội vụ đề nghị xử phạt ông Hiền vì đã sử dụng thư điện tử phát tán nội dung mà theo Bộ Nội vụ Việt Nam là nói xấu lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam. Ông Đỗ Minh Hiền bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm ngoái. Cơ quan an ninh điều tra cho rằng những thông tin và số liệu mà ông Hiền sử dụng được lấy từ những nguồn ở trên mạng Internet gồm có BBC, dân làm báo, Mossis Việt Nam vân vân. Những thông tin này bị cho là không được ông Hiền kiểm chứng. Nhưng lồng ghép những quan điểm cá nhân bị cho là cực đoan và chống đối lại Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp để vay vốn. Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Sài Gòn HUBA gửi Ủy ban Nhân dân thành phố mới đây cho thấy nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn không thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Sài Gòn, trước tình hình khó khăn về vốn, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 2 năm 2023 cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 2% lãi suất vay. Các ngân hàng cũng đẩy mạnh cho vay nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tiếp cận được nguồn vốn do không bảo đảm yêu cầu về thế chấp tài sản hoặc không đủ điều kiện vay. Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Sài Gòn cho thấy có tới 41% doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để vay vốn. Trong khi đó, việc định giá tài sản đất nông nghiệp rất thấp, tài sản đất thuê hàng năm cũng không thế chấp được, các tài sản khác bị định giá xuống khi lạm phát gia tăng. SUBA cũng kiến nghị chính sách gia hạn nợ cần đi kèm với chính sách ân hạn nợ có nghĩa là doanh nghiệp gia hạn nợ được phép hoàn trả khoản vốn vay gia hạn tại năm cuối cùng của kỳ hạn vay thay cho việc phải trả ngay khi hết gia hạn làm gấp lên hai lần số tiền phải trả trong năm tiếp theo, gây khó khăn kép cho doanh nghiệp như thời gian vừa qua. Mặc dù một số bộ ngành và doanh nghiệp nói rằng họ chưa cần, tuy nhiên Bộ Tài chính Việt Nam vẫn muốn áp thuế nhập khẩu khoảng 50% đối với thuốc lá điện tử và các sản phẩm có liên quan. Ở trong dự thảo nghị định về biểu thuế xuất cũng như nhập cảng ưu đãi, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính không quy định các mặt hàng thuốc lá điện tử và các sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng ở trong biểu thuế xuất khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Bộ Y tế cho biết là đã nhiều lần kiến nghị với chính phủ không cho phép mua bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ở Việt Nam bởi vì những hệ lụy liên quan đến sức khỏe, xã hội và môi trường tác động tiêu cực đến người sử dụng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Cùng quan điểm, Bộ Công an cho rằng hiện nay vẫn chưa có chính sách nhập khẩu đối với các mặt hàng này nên quy định thuế xuất là chưa phù hợp về phía doanh nghiệp, một công ty tên là JTI thuộc về tập đoàn Japan Tobacco trong lĩnh vực kinh doanh thuốc lá quốc tế kiến nghị là không áp dụng mức thuế 50% mà giữ nguyên thuế suất đó là 0% như là hiện nay. Lý do được doanh nghiệp này nêu lên đó là thuốc lá thế hệ mới gồm có thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng có tiềm năng giảm thiểu đi tác hại so với thuốc lá truyền thống. Một doanh nghiệp khác ở trong ngành Công ty British American Tobacco của Singapore cũng cho rằng mức thuế 50% là chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc đánh thuế cao trên thiết bị điện tử sẽ thúc đẩy buôn lậu. Công ty này kiến nghị Bộ Tài chính chưa nên áp đặt mức thuế cao cho đến khi nào có định hướng rõ ràng về mặt chính sách. Thị trường điện thoại Việt Nam giảm 2% trong năm 2024. Báo cáo mới đây của Canalys cho biết thị trường điện thoại thông minh Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ vào đầu năm 2024, trái ngược hoàn toàn với tình hình ảm đạm đang diễn ra ở các khu vực khác. Theo dữ liệu từ Canalys, thị trường điện thoại di động của Đông Nam Á được dự báo tăng 7% trong năm nay, một tỷ lệ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với trung bình thế giới ở mức 3%. Trong khi đó, dự báo cho thị trường của Trung Cộng là tăng 1% và thị trường Bắc Mỹ được dự báo sẽ giữ ổn định. Trong báo cáo của Canalys, Indonesia vẫn là thị trường điện thoại thông minh lớn nhất Đông Nam Á, chiếm 38% tổng doanh thu tháng 1. Thị trường lớn thứ nhì Philippines đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất, với mức tăng trưởng 77% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường lớn tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Việt Nam là nước duy nhất ghi nhận sự suy giảm về doanh số so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm 2%. Nhiều người đổ xô lên đỉnh bàn cờ sau chuyến ghé thăm của tỷ phú Bill Gates. Sau khi ông Bill Gates có cuộc thưởng trà ở trên đỉnh bàn cờ của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Trong chuyến du lịch 4 ngày, thì hàng trăm người dân và du khách đã đổ xô về đỉnh bàn cờ để tham quan và chụp hình. Đỉnh Ban Cờ thuộc về phường Thọ Quang của quận Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm của thành phố khoảng 10 cây số. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vẻ đẹp vô cùng là thơ mộng và huyền bí với núi rừng bạt ngàn và khung cảnh mênh mông sóng biển. Là một địa điểm du lịch được người dân và du khách vô cùng yêu thích bởi bầu không khí mát mẻ và trong lành. Từ trên đỉnh Ban Cờ nhìn xuống có thể thấy trọn vẹn cả thành phố Đà Nẵng. Theo ghi nhận. Vào chiều ngày 10 tháng 3, hàng trăm người dân và du khách đã tấp nập đổ về đỉnh bàn Cờ để chụp hình cùng với sự tò mò sau khi tỷ phú Bill Gates ngồi uống trà ở tại đây. Với độ cao là 700m so với mực nước biển, đỉnh núi người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy mà đỉnh Ban Cờ được nhiều người lựa chọn để tham quan du lịch và tận hưởng bầu không khí trong lành, tươi mát của đất trời.